đăng trong vòng có một tiếng hồ thôi thì vợ đã liên hệ với Nguyễn Anh Hải. Nói chung ra là ở đây là tôi muốn là cho hai chồng hẹn chắc lại thôi, thấy không? Chứ không có ép. Giờ tôi nói thật, muốn hai chồng muốn cho con gái nó có cha có mẹ, thấy không? Còn ý của em thì sao, em làm sao sẽ bao giờ quay clip nói sự nói những gì đó là em thấy thật hay sai em cứ nói. Em nguyện vọng em cứ nói, anh không có ép, thấy không? Nhưng ý anh muốn là hàng gắn là cho hai vợ chồng con mình nó được vui, rồi có ba có mẹ vậy thôi. Em sao ví dụ như hai vợ chồng em mà có thể hòn gán á, rồi đó hòn gán rất lâu rồi chứ không phải là hôm nay mới nhờ tới tùm lum người để hòn gán. Tụi em không thể quay lại với nhau được, tại vì sống mâu thuẫn rất nhiều. 6 năm là mâu thuẫn 6 năm chứ không có ngày mà không mâu thuẫn ấy. Nên giờ em đã quyết định em bỏ lại, em đã cho rất nhiều cơ hội rồi nhưng mà em đã bỏ rồi, là em bỏ em không quay lại được nữa. Tại sao mà như vậy? Tại sao mà phải bỏ? Tại sao? Bây giờ sao có nặng nề mà em phải bỏ chồng? Sao? Tại vì cuộc sống hai vợ chồng ngày nào cũng gây lộn với nhau hết, không có hạnh phúc. Bây giờ anh hứa anh sửa là anh không bao giờ mà anh gây lộn với em được không? Tại vì 10 năm rồi, quen nhau 10 năm rồi chứ không phải là 1 năm 2 năm. Tại vì 10 năm trong 10 năm đó cũng có một vấn đề, nó là từ lúc mới quen tới lúc toàn rõ. Nếu như thay đổi thì 10 năm đã thay đổi rồi chứ không phải là bây giờ mới thay đổi. Nếu ở nhà chồng có đánh em không? Ở đây không phải là đánh hay là đập hay là răng hết, nhưng mà vấn đề ở đây là sống ích kỷ thôi. Ích kỷ là sao? Hay là tại vì ba mẹ em á, cưu mon từ khi mà nó không có gì trong tay á, mà lúc mà có gì trong tay thì nó là không thương ba mẹ em, ngày nào cũng chửi hết. Vậy là chồng em ở rể hả? Để nhưng mà ở nhà riêng á. Tại vì lúc có ba mẹ có cho nhà, có cho ở nhờ á. Nhưng mà theo bây giờ là cuộc sống mà ở với 10 năm sống với anh 10 năm rồi thì 10 năm thì em đã hiểu rồi. Anh có cha trưởng này kia không? 10 năm thì em đã hiểu quá tính rồi, giờ không có cần phải ai nói hay là, tại vì mấy anh nhìn một ngày thì không thể mà hiểu được. Rồi. Tại vì sống 10 năm thì mới hiểu được thôi. Rồi. Chứ còn không thể nào mà một ngày hai ngày mà hiểu được. Còn ông nói là ông không sai gì hết thì ông sai cái gì ông thừa biết, chứ không bao giờ ông cứ ngồi kể ra cho nhau nghe, kể ra cho họ nghe đồ thì em cũng không thích giải thích nhiều. Tại vì ổng thì ổng thích đen lên mọn, cái gì cũng đen lên mọn hết, nhưng mà em là em không thích giải thích nhiều. Tại vì mọn nó không có nuôi mình. Được rồi. Không ai nuôi mình hết, tự mình lo cho bản thân mình thôi. Nín đi em, thôi bình tĩnh nha. Bình tĩnh em gái. Còn mà con á, ổng nói về, ổng nói trên mọn là ổng nói là con em bỏ con thì cái nó cũng không phải. Tại vì á, lúc mà ra tòa là ổng có quỳ xuống ổng năn nỉ con, năn nỉ em á là cho ổng nuôi con. Ủa ra tòa rồi hả? Tại vì có ra tòa chứ. Chứ sao anh hỏi nãy sao chưa, anh hỏi em nó chưa ra tòa. Hay là ra tòa lùm giấy á. Ra tòa lùm giấy ly hôn á, nhưng mà hình như chưa có giấy quyết định là em đi vô đây rồi, là tòa nó kêu là giấy quyết định là em không về được á. Ra tòa mấy lần rồi là ổng năn nỉ em á, ổng quỳ xuống ở giữa tòa ổng năn nỉ là cho ổng quyền nuôi con. Mà lúc đó em suy nghĩ là ổng cũng thương con chứ không em không có nói là ổng không thương con, ổng không thương em, nhưng mà ổng thương con. Em nói là thôi để ở nhà để cho vợ chồng không được với nhau thì để cho nó có con thì nó cũng vui vẻ, nó cũng ở được, em cũng để con ở nhà cho em, không bao giờ mà em bé con đi hay là em nói là con phải đi theo rồi đó, không bao giờ. Em vẫn hiểu ý kiến của con là con muốn ở với ai, trong khi con em nó rất muốn ở với em, nó khóc lóc, nó điện thùa em là răng mày bỏ con rồi đó, nhưng mà em đau lòng chứ, nhưng mà em nghĩ là giờ không có ai hết, không có cha, không có mẹ gì hết, giờ có con lên em tự thôi nên em để con cho, trong khi em để 2 tháng thôi
là nó ngày nào nó cũng đang lên mòn là mẹ bỏ đồ đó, ho cũng đang lên mòn mẹ bỏ mẹ đồ để họ chửi rủa em đó, nhưng mà em cũng không có giải thích, em không giải thích nhiều, họ chửi họ rủa nhưng mà cái nó là em cứ để yên đi cho vợ em nói, nó hết đi rồi em nói cái nó là tự 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 biết với nhau là vì đang mà vợ mình phải bỏ con như trước, tại vì nó nói rất là nhiều, nhưng mà em cũng mới tới lúc mà nó điện thoại em là nó chửi rủa bò em á, là đi lộn người đảo, là chết người đảo rồi á, là lúc đó em bực quá em mới về, em mới về em bồng con đi, là em bồng con đi, là em đi tới hiện nay luôn, là lúc đó là nó đòi bồng con vô Ninh Bình á, Ninh Bình Hà Nội á, là em không đồng ý, tại vì nó không có quen không phải là không quen nhưng mà không có ơ mà tốt của mình hết, tự mình lo cho mình thôi, chứ còn vô nó người này em bồng con em theo em thôi, chứ em không có để con em nó bơ vơ ở trong cái Ninh Bình Hà Nội nữa, nên em bồng con theo em tới hiện nay luôn. Trang như tên nói rồi dạ hỏi em một lý do trong khi hơi thoáng em bỏ con đau ốm nhỉ, em đi đâu em phải nói cho chính xác là trước thì trước mà anh này trước camera để lên mọi sao đây thì em nói em hay thầy do lúc mà em bỏ con nó em bị đau em phải nói cho chính xác, còn không anh giải trần lời thì cứ nói thiệt đi, thì không có đó chuyện em giờ về em giờ lúc không có giấu giấu đó giếm giếm gì nữa thì em đi làm. em làm anh là em vô đem tay vô đây em nuôi anh dẫn anh lên tới tới ngay chỗ đó nói em chịu không. Thì cứ tự nhiên lồn thoáng bao nhiêu mà nuôi được trơ hai đó. Ok, chị mấy anh chấp nhận đi theo em, anh dẫn lên tới ngay chỗ, nhưng mà không ngay chỗ bóng 102, hẻm 102. ngay Thì hỏi họ, chỗ họ thợ, con thợ họ làm thôi, có gì đâu. bây giờ như thế này này, người nói phải có người nghe, Ừ. và mình phải bắt đầu câu chuyện từ đầu tới đuôi để cho tất cả cô chú anh chị đang xem video này được hiểu nhá. Tránh trường hợp là mình nói chuyện như vậy được cô chú không hiểu, và đặc biệt mình phải tôn trọng cô chú anh chị khán giả đang xem các kênh của anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương nhá. Bây giờ sáng ngày hôm nay em trai có về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm vợ, đúng không? Đúng chưa em? Dạ em xin Em giới thiệu là em họ tên là gì? Dạ Trần Minh Mạnh. Toàn bộ thông tin mà sáng nay em chia sẻ với anh em nó có đúng với sự thật không? Dạ đúng chị ạ. Chào em gái, em giới thiệu em tên là gì? Tên Nguyễn Hồng Vui. Em thấy chồng em nói như vậy có đúng không? Dạ không. Không đúng điểm nào em có quyền lên tiếng. Tại vì con á là em không em đã nhường cho nó 3 lần rồi, chứ không phải là 1 lần. Em nhường cơ hội nuôi 3 lần rồi nhưng mà ông không nuôi được. Tại vì ông nuôi em cứ bêu rếu em lên mạng biết, nhưng mà em không có như rứa, nhưng mà ông bêu rếu biết lên mạng là em làm ăn cũng không được, mà có cũng không có tiền, mà con cái rồi nhớ con nhớ đồ nữa. Rồi thứ nhất nữa là em luôn luôn muốn là liên lạc hai cho con liên lạc với nhau, nhưng mà ngày nào cũng cũng nhận được tin nhắn mà chửi rủa hết, ngày nào cũng cũng nhận cũng ngày nào cũng chửi rủa hết, nên em chặn Facebook em chặn Zalo. Rồi đó lúc mà em thấy tội em muốn mở ra em nuôi con nuôi chuyện rồi đó, nhưng mà mở ra thì chửi nên em chặn, chứ không phải là em không muốn trò cho con gặp nhau, nhưng mà chửi miết thì em cũng không có sống được. Em gái có thể cho anh được biết này, cái lý do gì mà em phải ôm con em bỏ đi? Tại vì sống 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 với nhau gây lộn rất chi là nhiều luôn. Rồi ông nói là tiền, ông đi làm về tiền là ông đưa cho em hết, thì cái đó là không đúng. Em cứ nói đi. Tại vì ông mới đưa cho em là mấy tháng trở khi mà chuẩn bị toan rõ nữa là ông có đưa em mấy tháng thôi, còn tất cả tiền mà trước đây mà làm là ông giữ hết. Em là đi từ ngày bao nhiêu cho tới nay là bao nhiêu ngày tháng gì em gái? Em đi tháng 6 Tháng 6 năm vừa rồi hay là năm nay? năm vừa rồi Vậy là hơn 1 năm trời rồi đúng không? Hơn 1 năm trời. Em là em trước kia là em lấy chồng á, là hai vợ chồng có đăng ký kết hôn không? Có không? Cưới rồi được lâu không em? Hai vợ chồng ở với nhau lâu chưa? 6 năm. 6 năm trời, em cảm thấy 6 năm trời đấy thì như thế nào? Chồng em có tốt không?
có đối xử tệ bạc với em không? Nói chung là em bị nạn dưới hai ba nhá. Nạn cái gì em gái? Ý là em bị nạn dưới gia đình em và hắn. Ý là hắn không hợp với gia đình em á. Nên là kiểu như là lúc mà mới cưới á. Ừ, em cứ chia sẻ đi. Lúc mình mới cưới á là em ở nhà của anh hơi em á, nhờ anh hơi em cho em mượn. Anh hai đúng không? Ừ, nhờ anh hơi em cho em mượn. Nhờ anh hơi em cho em mượn là để ở ở ở được 2 năm. Mà kiểu như là em là em bị nạn giữa gia đình, lúc đó là em ở em không có giữ tiền. Lúc đó là em không có tiền, thật sự là không có tiền. Tiền là ông giữ. Chồng em giữ hả? Ừ. Trong ở nó là kiểu như em không có tiền á, là kiểu như ở mà cứ cần cái này cần cái kia, kiểu như là em ở nhà của anh hơi em là anh hơi em có thờ con của anh hơi em. Có thờ con của anh hơi em á, là mình ở thì mình phải thờ cúng cho cháu của mình á. Nhưng mà ông cho tiền để mình mua đồ trên bàn thờ. Ủa, chồng em khắt khe vậy hả? Là tới Tết, mỗi lần tới Tết á là không mua một cái bông hoa trái cây gì hết để về quê em, về quê chồng em á. Là mó em điện thoại chửi này chửi kia. Chồng em chửi. Má em. À má. Má em điện thoại chửi là vì đang mà ở ăn ở mà mua đi sắm kia, 30 Tết rồi, tối 30 Tết rồi. Ai mà bón nữa mà nhưng mà thiệt ra họ đâu có biết là em không có tiền. Mà em nuốt tới là chửi. Em không có tiền em mua. Rồi em gái cho anh hỏi này, cái thời điểm đó là em có đi làm không em? Dạ có. Vậy là lương của em là chồng em phải giữ hết luôn hả? Ôi trời đất ơi. Ủa em trai, là đúng như lời vợ em nói không? Dạ cái đó là do nguyên nhân là vợ em nó tiêu sự phí quá, tại vì nó hơi vợ chồng mới cưới thì nó trong mọi cớ đều vì tiền, có đồng tiền mà ra kiếm đồng tiền nó cổ, khi mà nó cưới sau là nó đẻ rồi nó gì? Thì mà cái em không? Em không, em không được cái thái độ đó nha em trai nha. Ở đây còn các anh đang ngồi đây nha, không được thái độ đó nha. Em gái cứ để em trai nói đi, để chồng em nói đi. Thì cái đồng tiền khi mà nó trong mong bào luôn á, là cái đồng tiền anh mà nó em chạy xe cho họ thì kiếm đồng tiền đó mất quả. Nhưng mà giờ em nó tiêu xài, còn cái đồng tiền nó còn quá nhỏ, cái suy nghĩ nó còn quá nhỏ. Nhưng mà giờ em kể rồi thì nó nhức quá, nó thẳng, chứ còn giờ em thì suy nghĩ còn quá nhỏ. Khi mà em nói đơn sai như vậy, nó mua đồ online mà tới cái đồ rách, nó cũng mua về, em hỏi cái đồng tiền á, họ thể mình mua bao nhiêu chữ. Nhưng mà em hỏi là lần mấy em kia mua đồ gì rách gì, em có mệt hay không? Nó cái thái học tẩu, nó mua được. Rồi bây giờ em trai cho anh hỏi này. Quá vô tờ vậy, em nói là cái đồng tiền em kiếm ra ngoài nói chung nó sinh ra phàm, cái lẽ là rất tốt em. Còn cái khi mà nó, em nói cái bảo hiểm á, em dạy nó luôn, tảng cái bảo hiểm cho em á. Em mãi nó từ từ đó, chưa từ hôm qua, mình không có mua gì để cho sánh. Còn khi mua mà anh đau ốm, anh còn trẻ nào có đau ốm gì mà mua với nó làm gì. Đã khi nó cho ông bùi mấy triệu đăng cái bảo hiểm cho con người hết kìa. Khi mới đá được có 2 năm chứ mấy, có đầu năm thứ 3 là dịch, cái là đau bỏ luôn rồi tôi dịch mất tráng tay. Khi mà vợ em nó đủ lớn để nó biết chi tiêu có tiền trong gia đình đó, là em không bao giờ em còn thấy. Em thề với là xã hội và thề với tất cả các con này. Nếu như mà vợ em nó biết chi tiêu một người đúng đắn thì em không bao giờ em quản lý tới cái mức độ đó. Và em thấy cái con vợ em nó quá nhỏ, tuổi nó còn nhỏ nhưng mà suy nghĩ nó còn nhỏ nữa, nó không phải là nó lớn. Em nói như vậy. Em bản thân em cảm nhận em có phải là một người chồng gia trưởng không? Không phải, em không phải gia trưởng, nhưng mà vợ em nó còn nhỏ, nó chưa biết tính. Anh đang hỏi em kìa, có hay không thôi. Gia trưởng thì em chỉ có nói chung là 50-50 thôi, em vẫn tôn trọng. Tiền bạc vậy là từ trước đến giờ là em quản lý hết. Không phải nói em quản lý, nhưng mà em và anh vẫn nói đưa dạy em, nhưng mà dạy em phải chi tiêu mà. Không, anh đang hỏi nè, là cái tiền lương của em cũng như là của vợ em là em giữ hết đúng không? Thì cái đó thì em giữ thôi, chứ còn ví dụ như em có đây, có vợ em ngồi đây, em cũng nói rõ với vợ em. Khi nào có phải là anh nói với em, khi nào em cũng thấy em giữ tiền hợp lý, em chi tiêu hợp lý thì em có thể giải cho em. Từ em trai. Còn để em nói vợ em màu cao để phân minh cho em, có phải là đúng như nữa không?
Anh nói như vậy em á, khi nào em chi tiêu hợp lý trong gia đình, em cũng thấy cái đồng tiền em chi tiêu hợp lý thì anh đưa hết cho em, anh không cần thiết cái đó. Đúng hay không? Em không được đóng dấu. Em không được đóng dấu bất cứ cái gì thế này. Nhưng mà khi nào mới hợp lý? Thì đó. Bình thường là vợ em hay tiêu xài cái gì em chia sẻ xem nào. Dạ dạ em nói chung là nó mua hàng online nhiều lắm. Mua hàng là cụ thể là cái gì? Cụ thể là mua bao cái thùng trong cứ lên đây cái đinh tinh thôi chứ cũng. Mua cái đấy là về cho ai? Cho riêng có nhà con nó chứ không phải cho con, cũng không phải cho chồng. Còn cái chuyện mà như vợ em chia sẻ là mua bông hoa cúng chẳng hạn như ngày Tết cây. Mua bông hoa cúng thì hồi xưa thì cái đó thì em cũng hay cái kỹ thuật. Đúng không? Là em sai đúng không? Cái đó em sai. Ừ. Em cảm thấy em là một người chồng để lo cho vợ đó, cho con được không? Cái đó thì hồi đó em cũng còn nhỏ, nó trong ai đứa còn nhỏ có suy nghĩ. Của em hồi đó cũng còn nhỏ. Nhưng mà cũng đủ là lớn hơn nó, đủ nhưng mà cũng suy nghĩ em cũng còn nói chung là cũng làm một tí. Em là em ở rể đúng không? Dạ em ở rể. Ừ. Em thấy gia đình bên vợ có tốt với em không? Dạ nói chung là giờ không có nói xấu như vậy mà... Em cứ nói thật đi. Không có sự tôn trọng. Không có sự tôn trọng. Dạ, chỉ có một mình mới vợ là chữ em vô điều kiện ra còn lại được. Tất cả không tôn trọng. Không tôn trọng em cái gì? Ví dụ? Thì em chỉ nói ví dụ như vợ em nói thẳng. Vợ em nếu như mà vợ em nói chấu một cái là em đi tìm ra, em đưa hết quần chúng cho anh. Vợ em hỏi vợ em có theo trai không? Anh hỏi vợ em có theo trai không? Anh hỏi một câu nữa thôi. Vợ em trả lời không, em sẽ đưa quần chúng trước em không anh thôi. Anh hỏi đi, vợ em có đi. Anh hỏi vợ em có thêm đôi không đi. Em sẽ đưa quần chứng với anh. Đó chồng em ý kiến vậy đó, em gái trả lời sao? Nhưng mà qua vợ là chấp nhận. Nói một câu với em là ta nuối với hồn tốn, ta ghét thằng hát, ta xử cho con gái ta đi. Rồi bây giờ anh ngắt lời, anh xin phép em như thế này này. Thật sự cái câu chuyện vợ chồng của em thật sự nó rất là phức tạp và chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Các anh ở đây thì không thể nào hiểu hết và không thể nào biết được. Các anh chỉ có trách nhiệm hôm nay em về đây nhờ thì các anh đã giúp em tìm vợ về đây rồi. Thì tới giờ phút này anh muốn biết rằng là cái bản thân của em còn thương vợ con không? Dạ, vợ thì nói chung em thương cũng nhiều rồi. Từ hôm nào cũng làm thương con thương vợ rất nhiều. Nhưng mà do cái bản tính em kỹ. Nên khiến vợ em hồi nhỏ nói chung hồi nhỏ em còn thiếu suy nghĩ, em nó cũng còn nhỏ ấy. Thế nên mà trưởng thành như bây giờ thì nó không có vụ đó xảy ra hết. Cái này mà em cũng không thể đổ lỗi hết cho vợ được. Dạ. Đúng không? Bản thân mà giờ em vợ em nó theo một góc em cũng chấp nhận. Em thường thường thì anh được biết em chỉ cho vợ em nó tìm hạnh phúc mới. Em cũng không có đồng nghiệp nữa. Em chỉ có chí con là con gái của em. Như lúc sáng em vẫn giữ vững lập trường đúng không? Là vợ em về là ly dị đúng không? Dạ, nếu anh không đòi ly dị đó là em quyết định lấy cho vợ. Thật sự mà những cái câu chuyện vợ chồng nó như thế này này em trai. Về vấn đề thì anh cái này anh góp ý thôi chứ không phải là anh xen vào cái hạnh phúc gia đình của em đúng không? Tiền bạc thường thường là người phụ nữ người ta chi tiêu đấy. Còn anh không biết câu chuyện gia đình nhà em như thế nào và cái tính tình của em ra sao thì anh không biết. Đó là anh chỉ góp ý nhẹ nhẹ vậy thôi. Còn nếu mà để muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc trong ấm ngoài êm vì tương lai á thì vợ chồng phải thứ nhất là phải hiểu nhau, phải nhường nhịn nhau thì mới tiếp tục được. Để em hiểu cho em nói tiếp được. Ừ em nói đi. Nếu như mà em tiết kiệm cho vợ em, nếu như em tiết kiệm cho bản thân em, cho vợ em mà em phân phí cho bản thân em thì em chấp nhận em hoạt động xe. Nhưng mà cái này em tiết kiệm cho bản thân em mà em cũng không phải là em tiết kiệm cho vợ em, nhưng mà em là khuyên vợ em, có vợ em ngồi đây. Nếu như mà em nói xe một lời có được người xe nó. Thôi em đừng thề. Em nói vợ em khuyên vợ em. Em khuyên vợ em á là mình cái gì mình đó mua thì mình nên mua, còn cái gì mà cũng thấy mình không nên mua mình dư rồi em đừng có mua nữa, tại vì cái đồng tiền mà em mua như rứa là nó phí đồng tiền đúng không, kiếm cực khổ đúng không, kiếm ra là đúng. Nhưng mà em gái này em có chi tiêu chi xài phung phí không em? Ý là ông nói giờ nói từng kế là ông nói bảo hiểm nhân thọ. Nhân thọ là vì là em trai mình đàn ông mình cứ để cho vợ nói đi em, từ em bình tĩnh. Có bảo hiểm nhân thọ là vì á ổng có gen di truyền là bị viêm gan B á, có gia đình đều có dòng họ đều bị viêm gan B á, nên em muốn mua có bảo hiểm nhân thọ cho ổng để sau này mà lỡ mà có chuyện có chi á thì mình hơi mẹ con đỡ khổ, chứ giờ thấy mẹ của ổng lo cho ba ổng á là lúc đó có tiền đó, chứ mà ví dụ như rơi vào hoàn cảnh của ổng thì mẹ con em không có tiền nổi mà để lo như đứa, nên em lo là em mua bảo hiểm nhân thọ cho ổng để cho sau này mình lỡ có chuyện chi thì ổng cũng có viêm gan B ở bên trong người rồi chứ không phải là không có.
nào cho anh xin giải thích cho này được tiếp được. Rồi em nói đi. Dạ, rồi em có giải thích với vợ em rất nhiều. Giải thích ba lần là cái tên em mới bực mới em mới khi mà xảy ra việc rồi em mới có nộ vợ em. Khi mà em giải thích với vợ em bảo hiểm á là mua là mùi nam mới có tác dụng, ví dụ như trong mùi nam mình chết trong mùi nam mình mới có tác dụng trong hiểm đó. Hoặc là mùi nam khi mà hết đá hết vọng bảo hiểm mùi nam mình mới nhận tiền. Trong khi đó mới cưới về vợ thì mong bào chuẩn bị sinh mong mong con nó nhận tiền bảo hiểm không được bao nhiêu hết được có 15 triệu. Trong khi em đi lồn chạy xe bay như họ thành nó thoáng có 4-5 triệu nhưng mà họ ứng với không có được nhận lương. Nói chung là trả tháng xuống thì xe bay cứ nghĩ em bị nuôi đơn xa là chỉ có ứng thôi. Nhưng mà mình em nuôi con nuôi vợ nó vất vả lắm. Còn vợ hắn thứ em đã giải thích đó bảo hiểm anh nói khi mà anh còn trẻ không có chết kỳ đâu. Anh nói bảo hiểm ví dụ như giờ mình muốn mình mới có khi cuối gì em mới có hành vốn mũi mấy khi mình đi qua giai đoạn khó khăn đi rồi em mua máy thì anh đồng ý. Nhưng bây giờ mình đâu có khen anh cũng chưa chắc đâu, chưa chắc sáng mình để em nhận được bảo hiểm hay là điện tử đó em muốn gái cứ bình tĩnh em gái em muốn khuyên vợ em biết em phải thao để từ từ đã có cuối cùng đáng như bảo hiểm hay hơi nam nam nào đạp mùi qua từ máy xa xa cái đi vay bảo hiểm mà anh hỏi chơi cái như rõ mình mới chơi ai giờ mình đi ba vay ngân hàng để cho bảo hiểm có ai không anh thấy cái đó ý tưởng của em mà một người lớn chuyển tục vậy đó anh thấy như sao anh thấy cái lợi nó thì anh không hỏi như em đúng mà sao dạ, chơi bảo hiểm đi vay ngân hàng để chơi giờ lại bảo hiểm chờ em đi lại ngân hàng đấy thì bảo hiểm trái tay luôn rồi bây giờ em gái nói gì nói đi. Mua bảo hiểm là lúc mua lúc mới cưới về, còn mới cưới về là lúc đó em hoàn toàn chưa có bầu, 8 tháng sau em mới có bầu chứ không phải là mới cưới về là em có bầu liền, em có hạt là em có bầu trước. Mà mua bảo hiểm là lúc đó ổng lái xe cũng cần bảo hiểm, tại vì ổng tính ổng rất như là ảo chứ không phải là tính mà điềm đạm như họ, tính rất như là ảo mà lúc đó là ổng chạy xe ben mà xe mà chạy số lượng á. Chạy số lượng để ai á? Em cứ để cho vợ nói. Giờ em muốn xe lại. Gì nữa? Giờ em muốn lên xe lại. Khi mà nhận tiền bảo hiểm mình qua triệu rưỡi. Lúc đó em sinh sang. Con được một tháng hơi tốn em mới nhận tiền bảo hiểm vì mới có tiền cho bảo hiểm. Chứ đâu phải là em lúc đó mình trả bảo hiểm có phải là em nhận tiền. Bị nhớ nhầm mà. Sao nhớ nhầm? Ủa tháng đầu tiên là bị đóng quý mà đóng quý có 3 triệu mấy mà rồi bị nhớ gì vậy? Thì đó thì em nhận đóng quý, đóng quý là 3 triệu mấy là một năm là tụi em đóng quý là nghĩa là một năm chị em đóng 4 lần sau này qua năm thứ hai là em đẻ con bé là trong đời tháng nè, trong đời tháng là dư má em dư được 10 triệu là má em cho nè, má em cho xong đi đóng bảo hiểm cái đó là đóng năm thứ hai, đóng năm thứ hai xong cái bắt đầu qua năm thứ ba là không có tiền. Còn vay tiền đó là có nghĩa là lúc đó tụi em mượn của bà ngụa của ổng á tiền xong rồi bà ngụa của ổng muốn xây cái mộ cho mẹ của ổng là lúc đó bắt đầu mới đi vay tiền. Vay tiền là vay 25 triệu là đưa cho trả cho bà ngụa ổng 10 triệu để xây mộ đó. Còn tụi em thêm vô chắc không phải là vay tiền với lại còn dư một ít hình như có nợ tiền bảo hiểm nữa. Có thiếu một ít tiền bảo hiểm là tiền gái, hiểm rồi đó. Vấn đề em gái em trai này vấn đề cái đó mình tính sao đi ha. Bây giờ anh muốn biết này, cái mà không riêng anh trông chờ đâu mà tất cả cô chú anh chị khán giả đang xem video này trông chờ này, em gái có thể cho anh biết được cái lý do em bỏ đi. Bây giờ em chia sẻ lại, thứ nhất là trong quá trình một năm trời qua em đi đâu làm gì ở với ai và ra sao. Dạ một năm đi em đi đó, là em ở nhà của bà chị nó em làm em ăn ở lại luôn, em ăn ở đó ở lại luôn. Rồi con đi học ở đó luôn, cùng con cũng vô lớp 1 rồi. Vậy là một năm trời qua chồng có đi tìm em không? Dạ có. Có gọi điện cho em không? Dạ có. Ừ, mỗi lần gọi điện vậy có năn nỉ em về hay là hăm hay em gì không? Có hăm dọa nhiếc. Ôi trời đất ơi. Có không em trai? Em có dỗ dẫn con về à, nhưng mà nó không chịu, nó cứ lì. Trong điện thủ em có nhiều lắm mà em. Em gái cái trật tự. Nhưng mà trong khi á, dạy nó xe chứ không phải làm xe. Trong khi nó đã vô đây dẫn ra bỏ con ở ngoài 2 tháng, em đem con em đem ngọn treo réo, không phải là vì em không nuôi nổi con nhưng mà em vì cái cuộc sống gia đình, vì con tương lai của con để em kêu nó về. Em có hâm vợ em không? Lúc sau này nó dẫn con đi em mới dỗ, em dỗ nó về dẫn con về nhưng mà nó không về, em mới hâm dọa. Em cứ dỗ rồi hâm dọa vậy thôi. Có nó chứ em không có hâm dọa mọi người, em chỉ cái lý do chính để em dẫn con đi là vì chồng em không chịu đựng được đúng không hay là sao?
Hay em có người đàn ông khác bên ngoài? Không phải là em không có người, em có người đàn ông khác bên ngoài. Lý do là vợ chồng xích mích, em cũng... Em nói vậy là vừa... Em im cho vợ nói đi. Nói đi em. Lý do chính là gì? Lý do chính là... Tại vì em bị mất quyền tự do á. Tới cái lúc mà em kiểu như là lúc đó em làm ở trong công ty á, là em làm quản lý ở trong công ty á. Lúc đó lương của em á là 10 triệu, 11 triệu. Xong em làm trong công ty là lúc đó là em có ở nhà má, xong trả nhà của anh hơi em á là em vô mở với má em. Xong đi mua xe ô tô rồi á, xong đi gây lộn rồi chuyển xuống trọ. Gây lộn nhà em với là ổng á, là chuyển xuống trọ, là em đi xe trọ, lúc này là đông dịch ở trọ. Xong đi mua xe ô tô á, là xin chuyển về lại nhà má em ở. Là lúc nó ở nhà má em á, là bắt đầu em bị áp lực ở chung á, mà áp lực đúng hai đứa đi làm, mà tới lúc mà trả tiền điện á, má em điện thoại cho em là trả tiền điện đây. Em nú ông thì ông cho trả. Không cho em trả tiền điện á? Không cho trả. Rồi em phải nhịn, em để dành tiền đi chợ. Em để dành, em lén đưa cho má em. Có lúc mà mấy tháng trời á, mà em không có cơ sở để dành nữa. Là em nú ông là nộp tiền đây, 500 ngàn. Ông kêu là nộp hơn 5 ngàn thôi. Nú máu là 300 ngàn mà mình ra mình nú được. Tại mình đồng bò, mình tự nhiên giờ mình ra mình nú được thì mình khó xử, mình khó ở lắm. Em muốn dung hòa cho gia đình nó người đi đừng hiểu lầm người đi. Nay em mượn tiền, em nắp xong rồi cái em về em đắp. Em mượn xong là em nộp tiền điện xong á là em nú với hắn là má nộp. Lần nó vui vẻ. Rồi em đưa cho má em thì em nói là mẵng đưa là tiền điện á, thì má là, em là nói là chồng em đưa đúng không? Thì em cứ sống như đứa, em cứ sống lặp đi lặp lại như đứa. Em mệt lắm, em thấy chịu hết nổi em bỏ đi lắm. Còn ví dụ như em lúc mà em ở với ổng là không bao giờ mà em có bạn bè, em không bao giờ em nhắn tin với bạn bè mà khóc giới. Cho dù là bạn bè hay là đang cũng không được nhé. Mà lúc đó em bắt đầu em có bạn bè trong nhóm rồi đó. Là em nhắn tin rồi đó, là bắt đầu em ghen lên, em nổi lên, bắt đầu gây mâu thuẫn nữa đó. Rồi bữa hôm đó là em đi chơi với bạn em đi cả nhóm luôn, chứ không phải là em đi riêng với thằng nào hay là con nào hết. Em đi cả nhóm đó. Rồi về ổng đem ổng chặn đầu bọn em, ổng quýnh. Rồi ổng quýnh em, rồi lúc đó em mới bồng con em đi. Em đi vô Sài Gòn đây là tháng 8 năm trước. Rồi có em đi vô đây em bồng con theo, có bắt đầu ổng năn nỉ em. Cho ổng gặp con rồi ổng đi lon thon ngoài Hà Nội ổng kiếm em á. Giờ em nói sao nha? Anh nói vô, em nói em trước mà. Commodore đây em nói vậy là hòn số mà em biết Thái nè, công ty cũ em lùm Thái nè, những cái người đang Sài Gòn, những người trong Sài Gòn em lùm đó đều Thái nè. Anh hỏi em có biết Thái cái gì không? Hay là Thái em đi nhận nghỉ với là thằng đó, hay là Thái em nhắn tin tình thì cảm thằng đó? Em nói như vậy em biết chị không? Anh hỏi đơn sơ anh vậy. Cứ đẹp cái suy nghĩ của anh vô trong cái một cái câu chuyện mà nó không có, trong khi lý do là ví dụ như em ngồi lên xe của họ đi chở đi nhận nghỉ, hoặc là chở đi đâu hay là đi đâu, thì ngồi lên xe cũng là ngụ tình, hay là lộn chi bất kỳ cũng là ngụ tình. Trong khi tin nhắn ông này đi chơi ghế đài trong đây này, nhưng mà thiệt ra giờ đừng cứ điện thoại của em không, để em lấy em bằng chứng coi nó nên học nướng lúa mệt quá giờ này. Anh ơi, anh có một sọt của bút neon. Nó nói kiểu như vậy là em mới hát, không bao giờ giữa hòa lắm, chỉ có bằng chứng thì tới đây cũng đâu có phải giữa hòa. Mệt hai vợ chồng quá. Bây giờ như thế này này, không phải lên đây để mình phanh phui sự thật hay là trước khi đi em cũng nói rồi, khi mà nó nói của nó thì tạt chứ em nói nó không biết gì, nó không trong biết khi trong đường đi lên đây là ổng nhắn tin cho em, ổng nói là lên đây đừng có nói, đừng có phanh phui với nhau đồ đó ra. Đây là bằng chứng em chụp nó này, mọi người thấy này, ngồi xe hay là ngay đi đâu
khi lúc đây là ai ai chở ai chở vợ em? Cái thằng ấy là công ty cũ của nó. Chở cái này ngoài đường hay ở đâu? Ngay chỗ cái nhà mà 75 bên chỗ mà 75 Bình Hòa. Khi mà nó bỏ con ở quê, con khác em đem lên bọn để trai vé á. Khi mà biết được địa chỉ em cho bà chị em theo dõi nó. Khi bà chị em chụp được biển số xe và thằng này ở công ty thì tại vì trước đó là công ty em đã theo dõi thằng này rồi. Khi mà thằng này nó nghỉ công ty là nó bay vô với con này liền. Em nhờ bà chị em chụp rõ rồi. Mà ơi cho anh biết địa chỉ, có phải là em không? Địa chỉ của em anh cũng biết đây đâu. Đây có phải hình em không? Có phải đây, em ngồi đằng sau không? Hình em nhưng mà ấy là em đâu. Ấy là đơn hỏi là ai cho anh biết địa chỉ này, có phải là em không? Cái nói chuyện của em anh không biết. Nhưng mà anh hỏi. Vì em đường đường chính chính em mới cho địa chỉ, còn em mà em có gì thì em cho rồi, địa chỉ làm gì? Đi. Được rồi. Thôi như thế này này, hai vợ chồng thật sự. Các anh giúp ở gì, các anh về các anh cũng đau đầu quá. Như thế này này. Bây giờ này để anh tóm tắt lại cái sự việc, cái câu chuyện và cùng kết thúc tại đây nhá. Bây giờ anh hỏi thật lòng em trai này, em còn thương vợ thương con không? Hay ý em sao? Em nói đi. Thương con thì em biết chém trăm trăm. Còn vợ em còn thương không? Vợ thì em nói thật em nửa thương ấy nhỉ. Anh nói cuộc đời này không có hoàn hảo ấy. Dạ em cũng xưa, em cũng xưa, không có hoàn hảo ấy. Nếu mà vợ em mà suy nghĩ lại em về em có sửa đổi bản thân không? Nếu mà anh được biết là gì là một người đàn ông á, em ạ, một người đàn ông mà lo toan cho gia đình, đi ra ngoài đường để kiếm tiền á, là bờ vai vững chắc cho vợ cho con á. Dạ cái đó em hiểu. Em trai để em nói hiểu, đã. Em hiểu em nói nhưng cho em xin anh và còn thể một người ra để em cắt lần một cái được không? Để em có thể trình bày là cứ người vợ em. Rồi em nói đi. Dạ anh hỏi em, anh nói chung anh tiết kiệm, cũng anh tiết kiệm quá nhưng mà không vì cái sự tiết kiệm của em, của anh. Bây giờ nhà em có ở, ô tô em có ở không? Hay mọi thứ gì đầu xe máy rồi vì vợ em anh còn bốn ấy. Nhưng mà anh chỉ tiết kiệm cho nhà anh thôi, ở nhà em thôi. Anh không cái gì hết, mình nói tiết kiệm. Anh nói thẳng em với anh, tới khi mà quen em, cái cưới em về á, em thấy cái bộ đồ anh có mặc cái nên đây người đây người vậy. Anh nói em một câu như nữa. Có đúng hay không? Em đừng bao giờ nú lố, cũng mẹ nú lố quen rồi. Anh nói bỏ từ nú lố đi. Em nói xong chưa? Dạ xong rồi đó. Rồi bây giờ anh nói được chưa? Dạ. Một người đàn ông mà lo cho vợ cho con, tất cả chúng ta đi làm đều vì cái gì em biết không? Dạ vì gia đình. Đều vì gia đình hết đúng không? Cái nào cần tiết kiệm thì mình tiết kiệm, còn cái nào không cần tiết kiệm thì mình cũng đừng có chi li tính toán quá. Đó là thứ nhất. Em mình chẳng ăn nhậu hay là chẳng cái gì mà gì để mình quấn vợ con hết. Chẳng em cảm giác ăn nhậu gì mình là đâu người không hiểu vấn đề à. Mình là người đàn ông á, thứ nhất là thời buổi hiện tại nam nữ bình đẳng. Thứ nhất là mình không gia trưởng, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình sống với vợ, mình vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau. Đúng không ạ? Và cái thứ ba là cái chi tiêu kinh tế trong gia đình mình đừng khắt khe quá. Đôi khi khắt khe quá thì thật sự nó tạo ra nhiều cái áp lực và dẫn tới cái tình trạng vợ chồng nó không được vui vẻ. Em ạ, à, em trai ạ, à, đó là anh nói vậy thôi, còn tùy em thôi, mỗi người một cuộc sống. Em thì có cuộc sống của em, còn anh có cuộc sống của anh thì có suy nghĩ của anh và em có suy nghĩ của em. Nhưng vấn đề ở đây là anh chỉ góp ý nhẹ nhẹ vậy thôi. Còn cái này chuyện vợ chồng của em thì các anh có trách nhiệm giúp em ngày hôm nay là tìm được vợ em về rồi. Còn ở hay không là do em và vợ em, các anh không có quyền can thiệp. Đâu phải các anh sống trong gia đình em đâu, và các anh sống vì bản thân các anh đâu. Nên mà em gái và em trai sống được với nhau là tùy vào hai người nhá. Thì em chúc xong rồi thì gia đình em nói trong qua mẹ mất hết. Em cũng không có của gì bên gia đình em cho, cho nên cái từ tiết kiệm đối với em nó rất quan trọng. Em tiết kiệm đó là để cho gia đình em, để cho con cái em, để cho vợ em sau này được với người ta. Em nói một câu như thế. Tiết kiệm là cái điều tốt em ạ, nhưng mà cũng tùy em ạ. Có em cái không, em cũng không có ăn nhạo bê thoa mà gì đó, đó ăn nhạo với con em cũng không cho gứa em. Vấn đề ở đây là không phải là ăn nhạo bê thoa. Có kết quả là nhờ vì á. Cứng đạo à. Thôi như này em gái, ý em gái sao? Bây giờ em gái còn thương chồng không? Vậy thì cái duyên có thể là cái duyên vợ chồng đến đây là kết thúc nhá. Dạ. Anh cũng hiểu được cái cảm giác và cảm xúc của em. Duyên vợ chồng có thể là ngày đầu mình yêu nhau, đến với nhau và cưới nhau trong vui vẻ. Thì hy vọng rằng hai em mà không sống được với nhau thì mình cũng ra tòa ly dị trong êm đẹp và đặc biệt không hận thù nhá. Con thì con chung. Con em cũng nói cái gì thích với nó rất nhiều rồi, nhưng mà nó không chịu đem cây con em gì nha. Em trai từ từ em. Con là con chung. Con em năm nay nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi. Con thì con chung. Cái này là nếu mà hai vợ chồng có đăng ký hôn thú
đàng hoàng trước pháp luật thì khi mình ra tòa thì cái việc đó là việc quyết định của tòa án. Em ạ, hai em ạ. Còn con ở với cha hay ở với mẹ thì cả hai người có quyền thăm con và có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi cho con tròn 18 tuổi. Thật sự hai vợ chồng mà không ở với nhau được, đó là cái điều tiếc. Em sẽ có hạnh phúc mới và chồng của em sẽ có hạnh phúc mới, nhưng tội nhất vẫn là con của các em đấy. Tôi biết điều đó. Sau này con ở với cha hay ở với mẹ, chẳng hạn ở với mẹ thì mẹ, tương lai em còn rộng mà, kiểu gì em phải có chồng mới thì lại là cha dượng. Còn ở với ba, chồng em còn trẻ mà, sẽ có vợ mới thì ở với gì kẻ. Em thấy không? Nhưng mà cái chuyện vợ chồng, cái duyên, cái số bây giờ đến đây là kết thúc thì biết sao đây. Thế là tùy hai em, không ở được với nhau thì mình chấm dứt. Nhưng hai em tuyệt đối là không hận thù nha. Mình đến với nhau như thế nào vui vẻ hạnh phúc thì mình chia tay, mình cũng phải trông em đẹp nhá, hai em nhá. Nhưng mà giờ anh nói em có thể dẫn con về cho quê cho nó học anh lại không? Con nó đang đi học bình thường, nó đang đi học ở trong đây rồi, có bọn bè rồi rồi, không có chuyển trường lung tung được. Cái chuyện này tí nữa sau khi mình hội ý sau đi em trai nhá. Còn bây giờ như thế này, cái câu chuyện thật sự câu chuyện này là rất là phức tạp vô cùng luôn. Bởi vì cái chuyện vợ chồng, cái chuyện cơm áo gạo tiền kinh tế gia đình mà bây giờ hai vợ chồng là trên này là thì khó mà quay trở lại được lắm. Tới nước này rồi em hiểu cái câu từ tức nước vào bờ không? Hay là hai vợ chồng phanh phui hết với nhau trên đây rồi? Trong này anh mới không vui vậy, em chỉ có chứ... 30% thôi. Để em chỉ nấu gì để cho dạy như tôi biết. Nhưng mà em khuyên dạy đừng nói lố. Nhưng mà thôi có gì... Hồi nãy giờ có nói gì nói lố không? Vợ chồng em nó không được với nhau không, anh cũng xin với anh cũng đừng. Nhưng mà em thấy anh em giúp em nhiệt tình chưa? Giúp em là có lấy đồng tiền nào của em không? Dạ không, nhưng mà em đã giữ cho vợ em rất nhiều rồi. Chứ là anh nói là trong cuộc sống này không có hoàn hảo ấy. Em nói một câu như thế, nếu mà giờ em phanh phui vợ em ra nối thẻ, giờ em còn thua thương bật, thương em không thử, em không thể dùng những cái từ đấy được. Em chỉ nói một, mình là đàn ông mình phải biết cái lời nói của mình chứ. Chỉ là vậy, là 30% chỉ nói 30%. Còn như thế này này. Nhưng mà giờ em nói hoàn toàn là dạ em chỉ nấu có 50% đúng rồi, còn 50%. Em trai bây giờ như thế này này. Video đã rất dài rồi, anh xin phép kết thúc video tại đây. Tôi xin cảm ơn coi cộng đồng mạng và tất cả anh em đã giúp đỡ cho tôi ngày hôm nay tìm được vợ và con về với gia đình. Tôi xin cảm ơn. Clip này anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải xin phép hai vợ chồng được đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội. Hai vợ chồng em đồng ý không? Em đồng ý không? Em gái đồng ý không? Rồi, cảm ơn hai vợ chồng nha. Về hai vợ chồng, cái chuyện hai vợ chồng thì hai vợ chồng tự giải quyết, anh em không có quyền can thiệp. Còn duyên thì ở, hết duyên thì mình chia tay nhá. Rồi, chào.